Mến chào quý vị khán giả. 11 giờ trưa, hôm nay đang có mặt tại đường Hậu Giang, phường 6, quận 6. Trời ơi, mình chở cái này gặp cỡ này toán choáng luôn. Đường nào vậy? Địa chỉ đây, chi nhánh 4, hủ tiếu Bò Viên, chú Tư Già. Trời ơi trời. Ô, chào ông chủ. Khỏe không ông chủ? Trời ơi, đau. À, này ngồi có chút xíu, nửa phao câu à, đau. Ê, ẩm quá. Ồ, về đây, ở nhà đây hả? Dạ không, em thuê đây. Thuê đây hả? Dạ. À, sao ra thuê tuốt quận 6 vậy? Trời ơi trời. Dạ, nhà em bên Tân Hòa Đông á, thuê đây thuê à, doanh luôn anh. À, à, về đây lâu chưa? Em về tháng 4 năm ngoái. Ờ. Dạ. À, hủ tiếu chú Tư Già là mình nhượng quyền lại hả? Dạ. À, số 121 Hậu Giang, phường 5, quận 6. Trời, mới mở cửa luôn hả? Dạ. Tranh thủ, hôm nay đi giao. Em lấy mấy thùng quà Tết đúng không? Dạ. Đây nè. Trời ơi, yếu quá. Rồi, ok, được luôn. Rồi mang vô luôn, kiểm tra luôn. Ủa, lấy quà Tết bán hả? Dạ, bán quà Tết anh. Ồ. Đây khách. Ồ, vậy hả? Nhiều lắm anh ơi. Ồ, wow. Rồi thôi, cái này để đây đi, lát đi giao tiếp. Để anh xe đi. Trời ơi, đang đi đói bụng quá, lo giao hàng, không lo ăn trưa luôn mà con. Thôi giờ lỡ vô làm luôn đi. Thôi vô mở hàng lại đi. Đây đó, vui ra luôn, coi kiểm tra luôn đi mạnh đi, cho nó chắc ăn lỡ mà nó không bỏ nước mát mà bỏ nước mắm cái chết á. Lời đây thẳng là giới thiệu luôn với khán giả luôn đó. Đây hộp quà Tết nè, bữa rồi đã gì rồi đó, hạn sử dụng là tới tháng 11 năm 2024 rồi. Uống rồi đẹp không? Yeah. Đây là bạn Khanh, là một người bạn, một người em, một người bạn nhậu lâu năm lắm rồi mà giờ về đây lập nghiệp. Đó, rồi hôm nay mình tới mình nhà giao hàng luôn. Đó, một hộp gì. Rồi cái nào bán hết hú anh ha. Dạ dạ. Rồi thôi tranh thủ lỡ tới ăn luôn đi coi. Cho anh cái gì, tô gì đặc biệt chú đi. Ăn hiệu hủ tiếu khô hay là gì? À, hủ tiếu cái thương hiệu chú Tư Già này nổi tiếng lắm mà. Em nhượng quyền được lâu chưa? Hai năm mấy năm rồi? Cũng năm tháng 4 năm ngoái anh. À, tháng 4 năm ngoái hả? À. Ồ, để em chuyển qua cái này hay quá trời. Dạ. Ừ, ok mà. Trước anh có ăn mấy chỗ của ổng á. Nhưng mà anh cứ nghĩ là của ổng không? Không nghĩ là giờ ổng nhượng quyền rồi. Ổng dạy qua cho em. À, ổng dạy hả? À, tức là truyền công thức cho dạ, dạy cho em. Dạ, cũng là hồn viên vậy đó, rồi ông dạy cho em rồi. À, chứ chú không có mở chi nhánh đúng không? Dạ, dạ, à, như là em làm luôn á. À, dạ, em đồng em làm luôn. Vậy là không phải chú không phải nhận quyền, mà cái này là chú gặp ai được hữu duyên thì có dạ, chú truyền nghề luôn. Dạ, truyền nghề luôn. Rồi, ồ, hay quá vậy ta. Bây giờ em nấu tất cả đồ đạc là em đem. Mà có khi em nấu ngon hơn chú thì sao? Trời ơi, topping rồi, tỏi. Tóc mỡ hả? Rồi thôi cho anh tô đi. Dạ. Tranh thủ quay cho đẹp. Dạ. Tươi quá nè con, ngon quá nè con. Mẹ Khanh hả? Dạ. Ồ, chị trẻ quá vậy. Dạ. Đó là nước hả? Đó là nước. Dạ. À, tập nước. Dạ. Khô thì ăn nước thì ăn mềm ngon hơn đúng không? Ủa cái nâu nâu đó là gì ta? À lá mía. Ồ ồ ồ. Ồ cái này thường ăn cháo với cháo lòng với em mới thấy cái này, bữa nay ăn hủ tiếu có này luôn ta, hay vậy ta? Này đồ bò á. Bò. Ồ cái topping nhìn đã quá.
sống múa. Mua mau đây nè, cho anh bảo vệ nè. À, ăn rồi hả? À, ok rồi, ok. Đó rồi. Xin Zalo cô chưa? Thôi bữa sau em ra em giao thì em giờ em chỉ giới thiệu em tiếp. Chạy sale để bắt nó chạy ra đây chứ ở đây đông vui quá. Khu này quán ăn quá trời luôn nè. Ủa anh Điện không biết hả? Không biết, mới lần đầu tiên chạy. Tối mà anh đi hai bên đường mà từ ngã tư ở dưới lên tới đây là anh Điện nó thôi. Không nghe. Nói chứ giờ làm mấy này chắc ăn đều. Lâm ba cát mà nó đều. Trời ơi, ngon quá, tôi thấy có vẻ thấy nước ngon hơn đó. Không, ăn đi rồi lát tôi muốn ăn qua ăn nước. Còn không thì ăn nước đi rồi lát tôi dạ. Điền ăn cẩm luôn không? Không vậy thôi, chị cho em cái tô khô đi rồi xong cho cái chén nước giống vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Chén nước mà đầy đủ vậy là đủ ngon rồi. Không có nước tiên cũng là khô. Dạ. Khô, không khô. Ủa? Tô cái này là vừa có bò vừa có heo luôn. Dạ. Trời ơi, xương ngon quá. Có sụn bò luôn, có sụn heo nữa. Nè, trộn nè, cô trộn nè, nè. Ôi, wow. Đó, trộn này là trộn tại chỗ luôn nha, chứ không phải làm sẵn nha. Coi như bữa nào mà Khanh nó chọc cổ giận là coi như cổ đẩy cái là bằng chát luôn á. À, tấm đi. Topping, dạ. Ăn đầy đủ. Dạ, đủ hết. Cho bà con thấy. Dạ, một lần nữa xin được nhắc lại địa chỉ 121 Hậu Giang, phường 5, quận 6. Có một truyền nhân của chú Tư già. Này gọi là truyền nhân chứ không phải là, không phải là nhượng quyền luôn. Ăn ở làm sao mình đã thương người ta truyền, người ta truyền nghề tôi đi. Mình coi như ăn ở làm sao mà không ai truyền gì mình hết trơn. Lá sách nhìn tươi ngon rồi đói ha. Chứ là ngày nào là xử lý hết ngày đó luôn. Dạ. Hay quá. Ăn ăn không ăn? Ăn không? Ăn rồi hả? Rồi. Ấy Zalo của cô chưa? Rồi, add Zalo nhắn. Đó, đúng rồi. Vừa phải là ăn là được, đủ đã rồi. Yes. Chút đi. Lỡ rồi, lỡ mập cho mập thêm chút xíu. Cái ông nước ngoài ông nhai cái này rộn rạo rạo rạo. Dạ dạ dạ. Bên là chú Tư bên trong này. Đó mà. Chắc dùng nhà nhà ngồi cho nó đỡ ồn ha. Đây ngồi ngoài buổi tối mà ngồi ngoài mài đây mát lắm á. Dạ ngồi ông nhà cho nó đỡ ồn, xe nó chạy quá. Rồi ở đây là bên cạnh nước mát còn có nước nha đam rồi, nhà nấu rồi. Đó. Đầy đủ hết. À tác xã hả? Ồ tác xã chứ không phải là mình tưởng là nha đam. Ồ cái này hay quá. Gọi là tác xã. Nói chứ đi uống lung tung mà nhiều khi nó ra những cái món mới đó nha. Rồi, rồi bà con ra xử lý trước cái này đi. Quá. Wow. Ủa có ớt ớt sắc không nhỉ? Cho nó ớt sắc nhiều nhiều quá. Vâng đấy, lên đủ bộ vậy nó mới đã. Đó hả? Không không biết sao ngồi ngồi ngoài sao nó ồn á, xe nó ồn. Bao đẹp liền.
Rồi xin mời, không mất thời gian của bà con cô bác nữa. Rồi. À, đầu tiên là mình xin thử cái nước lèo trước. Thấy nó, thấy cái tô hủ tiếu nước của các bạn kia nhìn hấp dẫn quá. Còn nước lèo thanh ngọt vô cùng. Rồi. Ở trong đây có gân nè, có sụn nè. Có lá mía nè. Có lá sách nè. Có sụn bò, sụn heo đầy đủ hết. Có luôn cả bò viên nữa. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái chén nước chấm. Để lát mình tranh thủ mình chấm luôn. Giấm tiều, cho chút xí giấm tiều thử coi. Rồi. Cho chút xíu nước tương. Rồi. Nước tương này không đậm đặc lắm. Rồi, rồi một ít sa tế. Rồi. Này giống như riền quá ha. Không biết riền hay là cái gì. Rồi, xíu đó xơi. Thôi còn bây giờ thì mời bà con mình ăn cùng lại, ăn thử cái này coi cô. Coi nãy cô trộn nó như thế nào. Trộn tại chỗ luôn bằng một cái, mình thấy có nước đen đen, không biết là nước xì dầu hay là nước tương gì đó. Vừa ăn có ok. Thằng trước này rồi. Để hình chứ nó tương cho nó. Mình ăn hơi mặn. Và mình nghĩ cái này là với bạn một số bạn, hầu hết quý khán giả chắc ăn này là vừa rồi. Nhà mình thì mình ăn hơi đậm chút xíu. Không biết cái sợi hủ tiếu này có phải sợi hủ tiếu Mỹ Tho hay không, nhưng mà cái sợi nó rất là giống sợi hủ tiếu Mỹ Tho. Cái sợi nó nhỏ, nó rất là mảnh và nó rất là nó trong. Đó. Nếu ai mang hủ tiếu Mỹ Tho rành thì chắc sẽ biết. Sụn bò. Vừa đủ. Tôi rồi gói thịt ngọt đệm. Sụn này mềm mềm. Vừa đủ ăn. Rồi lúc mình làm cái răng sứ mình ăn hơi yếu. Nhưng mà với cái này ăn vẫn ok lắm. À, nhìn cái thịt này, nhìn cái sớ thịt là biết rồi. Đó. À.
quá chất lượng. Rồi, có thể thanh lọc cơ thể bằng một chai xả tắc nhà nấu hoặc một lon nước mát Sài Gòn, có combo luôn nha. Hồ đã quá. Ở nhà mình nấu hả? Dạ. Ồ, ngon quá. Xả tắc hết rồi. Ở đây combo 2 người đó, 165.000 gồm có 2 phần hủ tiếu, mì thập cẩm, viên gân, lưỡi, lá sách, mía, tim, thăng long, nạm. Quá trời luôn. Chén bò viên, một xíu ếch sụn bò, chén tóp mỡ, 2 lon nước mát Sài Gòn luôn, sâm bông cúc hoặc là mỡ hoặc là sâm bông cúc hoặc tắc xả hoặc là nước ngọt. Rồi combo 2 người là vậy, còn combo 1 người là 700.000 gồm có 1 phần mì hủ tiếu thập cẩm, viên gân, lưỡi, lá sách, mía, tim, nạm, thăng long, một chén trứng gà, một lon nước mát. Quá đỉnh luôn. Rồi combo đặc biệt 1 người 97.000, đó, 1 phần mì hủ tiếu thập cẩm, một chén bò viên và một lon nước mát. Đó, tùy bà con lựa chọn nha. Dạ. Thank you. Mềm mũi à. Tim. Giòn giòn, sực sực. Quá là tuyệt vời. Đó, làm thêm miếng lá sách nha. Đặc biệt ở đây là mấy cái đều làm vừa đủ mềm, làm vừa đủ dai, giòn giòn, sật sật. Ăn nó tê tê đầu lưỡi, đã lắm. Bò viên nè, thử bò viên. Mình rất là thích cái bò viên mà viên nó nhỏ nhỏ vậy, dễ ăn, đỡ ngán. Mà thường mấy cái viên nhỏ nhỏ này nó ít bột lắm. Quá thơm. Chín với chín viên gân. Vừa quá mới ăn hết luôn á. À đây là phụ gân nha. Món yêu thích, to hơn, mềm nữa, sung sướng. À, quên địa chỉ nữa rồi. Đây, hủ tiếu bò viên chú Tư Già, chi nhánh 4, 121 Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ở gần khu vực này là rất nhiều quán ăn ngon luôn. Cái đường hẻm phía bên thấy có bún riêu, canh bún, thế nữa có bún cá, châu đốc rất ngon. Chắc bữa sau mình sẽ quay lại tiếp. Với một yêu cầu là các bạn bên kho của nước mát Sài Gòn
hãy giao cho tôi đi giao hàng kiểu này để tôi trưa trưa tôi ra đây tôi ăn luôn, ngon quá. Nhưng tao làm bên người hàng không lợi. Bà con mình muốn mua hàng nước mắm Sài Gòn vui lòng liên hệ 1800 2345 39 nha.